Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính Bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngày 23 tháng 6 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được thông báo từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Cụ thể, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ABS, Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương ABI và Công ty Cổ phần Đầu tư EDG Việt Nam. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã yêu cầu 3 doanh nghiệp trên thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, 3 doanh nghiệp này đều nằm trong hệ sinh thái Công ty Cổ phần Tập đoàn IBET Group. Theo dữ liệu từ Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, thời điểm mới thành lập, IBET Group tiền thân là Công ty Cổ phần BG Group có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm ông Nguyễn Hoàng Linh sở hữu 65%, ông Phạm Duy Hưng sở hữu 34,99% và Lục Thanh Tùng sở hữu 0,01%. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, tới tháng 12 năm 2018, BG Group đã tăng vốn gấp đôi lên mức 1.000 tỷ đồng. Lúc này, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ. Cuối tháng 6 năm 2020, ông Nguyễn Hoàng Linh, sinh năm 1979, bất ngờ nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị BG Group cho ông Hán Công Thành, sinh năm 1975. Đến tháng 6 năm 2021, ông Đinh Quốc Đức, sinh năm 1979, lại thay ông Hán Công Khanh làm chủ tịch hội đồng quản trị. Theo thay đổi gần nhất, hiện tại, vị trí chủ tịch của IBET Group là do bà Trần Thị Đạt, sinh năm 1991, người gốc Hà Tây đảm nhiệm. Dữ liệu về nữ chủ tịch 9X này khá ít. Được biết, bà Đạt gia nhập Công ty Cổ phần Đầu tư IBET Group từ tháng 1 năm 2017 với vai trò là nhân viên. Sau đó, bà Đạt gia nhập IBET Group và sau đó nữa đảm nhiệm cương vị là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Ngoài ra, bà Đạt còn là hội chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị HLC, doanh nghiệp có cùng trụ sở với IBET Group. Mặc dù nữ doanh nhân 9X đang ngồi ghế nóng tại IBET Group, nhưng doanh nhân Nguyễn Đỗ Lăng vẫn được xem là nhà lãnh đạo của nhóm doanh nghiệp họ IBET. Hiện, ông Lăng không còn trực tiếp đứng tên chủ tịch tại các thành viên nổi bật trong hệ sinh thái IBET Group, nhưng trên website của tập đoàn vẫn hiển thị thư ngỏ với thông điệp chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Đỗ Lăng. Quay trở lại với IBET Group, pháp nhân này được thành lập vào cuối tháng 11 năm 2017 nhằm mục đích thiết lập một khối doanh nghiệp thông qua sở hữu cổ phần. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực như đầu tư tài chính, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khai thác vận hành dịch vụ khách sạn, phát triển bất động sản. IBET Group được giới thiệu là chủ sở hữu hàng loạt dự án lớn như IBET Golden Valley, Mường Lò tại Yên Bái, quy mô 16 hectare, tổng mức đầu tư dự kiến 1.500 tỷ đồng. Khu đô thị IBET Royal Park Huế, 34,7 hectare, 10.000 tỷ đồng. IBET Aqua Park Bắc Giang, 8.927 m2, 1.600 tỷ đồng. IBET Manala Wyndham, Mũi Né, 4,5 hectare, 2.000 tỷ đồng. Khu công nghiệp Điềm Thụy, Thái Nguyên, 170 hectare, 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, IBET Group còn được coi là một tay chơi trên thị trường trái phiếu kể từ năm 2018, khi liên tục tung trái phiếu ra thị trường với lãi suất cao hàng đầu so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, các lô trái phiếu của IBET Group lại thường có giá trị khá nhỏ, thậm chí có những mã trái phiếu không có nhà đầu tư tham gia. Không những vậy, IBET Group còn vướng vào ồn ào khi bị xử phạt vi phạm trong phát hành trái phiếu do phát hành chui trái phiếu doanh nghiệp. Cụ thể, ngày 6 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định số 837 về việc xử phạt 600 triệu đồng đối với IBET Group do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Nguyên nhân là vì trong giai đoạn từ ngày 18 tháng 1 năm 2021 đến ngày 6 tháng 8 năm 2021, IBET Group thực hiện việc chào bán ra công chúng một lô trái phiếu với trị giá 8,1 tỷ đồng năm 2020 và 16 lô trái phiếu khác với tổng giá trị 499,707 tỷ đồng trong giai đoạn từ ngày 18 tháng 1 năm 2021 đến ngày 6 tháng 8 năm 2021. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng và cho các nhà đầu tư không xác định. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định. Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng buộc IBET Group thu hồi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc nếu có, cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Để ngăn chặn tình trạng sở hữu chéo trong ngân hàng, năm nay, Ngân hàng Nhà nước tập trung thanh tra việc chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu của các tổ chức tín dụng có thể dẫn đến việc thâu tóm, chi phối tổ chức tín dụng. Đây là một nội dung đáng quan tâm trong báo cáo về hoạt động ngân hàng vừa được Thống đốc Nguyễn Thị Hồng ký trình Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. Cùng với việc tập trung thanh tra chuyển nhượng cổ phiếu, cổ phần Ngân hàng Nhà nước đã đưa vào kế hoạch thanh tra năm 2023. Việc cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng lớn, tập trung tín dụng có liên quan đến lĩnh vực bất động sản, cổ đông lớn, người có liên quan của cổ đông lớn của tổ chức tín dụng.
Theo Ngân hàng Nhà nước, tình trạng sở hữu cổ phần, sở hữu chéo giữa tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã giảm đáng kể so với giai đoạn trước đây. Tuy nhiên, việc xử lý vấn đề sở hữu vượt giới hạn quy định, sở hữu chéo vẫn khó khăn trong trường hợp cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn cố tình che giấu nhờ cá nhân, tổ chức khác đứng tên hộ số cổ phần sở hữu để lách quy định. Điều này dẫn đến tình trạng tổ chức tín dụng có thể bị chi phối bởi các cổ đông này, tiềm ẩn nguy cơ hoạt động thiếu công khai, minh bạch. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước cũng báo cáo khó khăn ngăn ngừa tình trạng sở hữu chéo trong ngân hàng liên quan đến nhiều đối tượng thuộc sự quản lý của các bộ ngành. Thực tế, đối tượng quản lý của Ngân hàng Nhà nước chỉ là các tổ chức tín dụng. Vì vậy, việc sở hữu chéo giữa các công ty trong lĩnh vực khác, Ngân hàng Nhà nước không có thông tin cũng như không có công cụ để kiểm soát. Đồng thời, việc kiểm soát sở hữu chéo giữa các công ty ngoài ngành với ngân hàng rất khó khăn trong trường hợp cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn cố tình che giấu nhờ cá nhân, tổ chức khác đứng tên hộ số cổ phần sở hữu để lách quy định về sở hữu chéo, sở hữu vượt quy định hoặc lách các quy định về giới hạn cấp tín dụng nhóm khách hàng liên quan. Điều này dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ hoạt động của tổ chức tín dụng thiếu công khai, minh bạch. Đồng thời, việc này chỉ có thể được phát hiện và nhận diện thông qua công tác điều tra, xác minh của cơ quan điều tra. Định hướng cho thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước báo cáo tiếp tục giám sát an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng và qua công tác thanh tra về vốn, tình hình sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng, hoạt động cho vay, đầu tư, góp vốn. Trường hợp phát hiện rủi ro, vi phạm, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo tổ chức tín dụng xử lý các tồn tại nhằm ngăn ngừa rủi ro. Đối với các trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét chuyển cơ quan công an điều tra, làm rõ hành vi vi phạm nếu có để xử lý nhằm ngăn ngừa rủi ro. Đồng thời, cán bộ ban ngành, đơn vị chủ quản của doanh nghiệp cần chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện việc đầu tư, góp vốn tại các tổ chức tín dụng, tuân thủ quy định, sử dụng nguồn vốn đi vay đúng mục đích, trả nợ đúng hạn cho các tổ chức tín dụng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.